bộ đôi diễn viên hài hước Vũ Đăng và Trang Ngọc sẽ đối đầu nhau tại căn bếp đấu trường ẩm thực. Ai sẽ là người chiến thắng trong việc chinh phục món ăn của đầu bếp Đào Thiện Minh? Mình gửi lời chào đến tất cả những khán giả đi ạ. Mạnh dạn lên tôi tính đó. Mình là Hữu Đăng. Tôi là Hữu Đăng. Ủa sáng giờ làm MC nói chưa đủ hả? Những thử thách nào sẽ được đặt ra cho họ? Người làm sao đó bằng mọi cách số bóng rơi ra càng nhiều thì mình sẽ là người chiến thắng. Bây giờ nhớ cái đầu đầu sông Hồng. Và thành quả sẽ ra sao? Nước sốt thì thiếu chua chút xíu, thì thiếu cay nữa. Tính ra nó thiếu hết. Đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023 trên kênh VTV9.